Alo, thân chào tất cả mọi người. Hôm nay có đi ve chai mua được mấy món đồ độc lạ, giới thiệu cho anh em xem đỡ buồn. Thì nói chung hôm nay thật sự là mua được những cái món đồ mình không biết công dụng lại gì luôn, nhưng mà mình vẫn mua. Đầu tiên thì mình giới thiệu mấy cái món đồ chơi nít trước. Nhiều lắm, mình mua rất là đông luôn. Rất là nhiều món đồ nít. Ở đây chẳng hạn như có chiếc xe này, thường là nó mất tiêu nãy trơn quý vị khi mua. Nhưng mà mấy chiếc xe này còn xài được không à. À, mình dặn xuống mình sẽ ghim điện cho nó nè. Pin xài cũng được đó, nhưng mà mình thử bằng cái này đi. Lên ta. Rồi xàm rồi. Cọng dây này nó chạy nó không có đủ công suất. Dây này chế đường nào nó cũng bị lỗi chứ nữa. Đây, đủ sức không? Chế cọng dây mà thấy nó xàm ghê thiệt. Rồi. Đó, được rồi nè. Cái này mình cần phải có một cái cọng dây chì mình mới lấy được. Mình mua đồ về mình test, giờ mình có kinh nghiệm vụ này à. Vì chịu khó đợi mình chút xíu nha. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của mình để theo dõi và chịu khó xem mấy cái clip của mình. Kiếm có đường cộng duy trì nữa, khổ vậy. Lấy chân cuốn led này nè. Chúng ta gắn nó vô đây. Rồi chúng ta bẻ cho nó một cái mấu gì nè, đặng mà nó ghim vô cái chân pin mới được. Ghim vô đây nè quý vị. Đó. Bây giờ ghê chưa, nó kêu ghê chưa. Đó, nói chung là được cái món đồ này thì nó còn sống á. Xe tăng còn sống. Xe này thì sống chắc rồi, nó đâu có pin đâu. Được cái này nữa nè. Cái này nó xài pin nữa nè. Đồ chơi. Cái này nó còn sống mà nó cái lắc đầu nó không có lắc nữa. Để mình sửa. Mấy món đồ này thì mình cũng nói chung là đồ chơi mình mua nhiều lắm. Hai cái bánh xe nữa nè. Thêm cái đồ chơi bấm nước ngày xưa huyền thoại nữa nè. Thêm cái trong chống đồ game on đó nè. Đó. Thêm một cái đó là cái này là cái cần gạt này để mà chọn món đồ nè. Được trái lưu mềm gì tùm lum nè. Đó. Được một cái điện thoại gọi cho tổng thống Donald Trump nè. Còn sáng đèn nhưng mà không lên tiếng. Biết bị gì. Thì nói chung mấy món đồ chơi thì mình mua rất là nhiều luôn, rất là đông luôn. Được một đống cái súng luôn, rồi xe thì mình mua là mấy chiếc, được cây còi thổi chơi nữa nè. Đó. Chút xíu nữa, được một cái hộp nữa nè. Hộp này hộp đựng kính quá. Đó. Được chiếc xe Lamborghini nữa nè, xe đẹp. Đó, xe nè. Như mà được mấy chiếc luôn á. Mình sẽ giới thiệu mấy cái món đồ chơi trước đi. Đó, được cái vô do gì nữa nè. Cái vô do này mà nó vô do nè, xe nữa nè. Lại là xe nữa nè. Còn nhiều nó còn cái bọc kia nữa. Rồi. Nói chung là được cái mặt nạ nữa nè. Mặt nạ này xài bằng cái gì không biết nữa. Mặt nạ siêu nhân nữa nè. Lại đem đây hai chiếc xe nữa nè. Xe còn nguyên không à. Không có xe nào bị hư, nhưng một chiếc xe bít. Xe này xe chế nè. Chế được cái ngân hàng và chế được cái stop nữa nè. Wow, quá nhiều đồ chế luôn. Được một cái cây viết hình siêu nhân đấm bốc gì nữa nè. Gặt gặt tay vậy nè, cây này cây viết. Đó. Ghê thiệt. Nói chung là đi ve chai gặp được những mấy món đồ đó thì mình mua. Đó. Được một cái gỗ này. Gỗ này biết cái gỗ này gì nữa. Rồi.
được cái viên pin để đây đi, viên pin lắc hết sao. Rồi nói chung là đồ chơi thì mình mua được nhiêu đây ha, cũng không có ít lắm, còn nữa nhưng mà mình không có chút xíu nữa không lấy ra nữa. Đây bà, mua về mình phải vệ sinh lại, rửa sạch sẽ rồi lại mới sử dụng được. Tẩy trùng tẩy quế đó. Thêm vài món đồ chơi nữa đi, cho nó hết cái đám đồ chơi đi. Rồi bây giờ mình sẽ là những cái món đồ mà không phải đồ chơi. Cái này là cái gì mình cũng không biết luôn nữa. Cái này là gì ta? Cái này xài bằng gì? Có cái công tắc đó nè. Rồi để đi từ từ, lát nữa mình sẽ test theo. Được cái trứng khủng long gì nữa, cái trứng này trứng gì nữa nè. Đồ chơi thì còn vài món nữa giới thiệu luôn chỗ rồi. Đây, nhà gì nữa nè, điều khiển nữa nè, xe điều khiển gì nữa nè. Đây là cái này cái gì là không biết. Được cái tai nghe, được một cái tai nghe. Tai nghe thấy nó xịn sò, nó còn dán ấy luôn nữa nè. Wow, được tai nghe. Được cái phi tiêu. Phi tiêu. Cái này là cái mắt, cái bản mạch của mít. Được vào cái cục sạc này là cục sạc gì luôn nữa nè. Cục xe hơi nữa nè. Được cái đĩa nữa nè. Chuyện tình cô lái đò bến hạ CD tình khúc. Gì nữa nè, để đây đây, cái đĩa. Cái này là cái gì cũng không biết luôn. Báo ơi nè. Aron là cái gì ta? Cái này là để làm gì ta? Bạn nào biết cái này làm gì không? Bạn làm gì? Được một con chuột. Chuột như nó gì nè. Chuột này là chuột có dây hay không dây ta? Chuột không dây. Chỗ để pin hai cục pin. Cha chuột nhìn ấy giữ mà mất tiêu hết trơn rồi, còn gì nữa đâu. Không có cái chiếc nữa, làm gì chuột này tháo ra sao mà nó nhiều dữ vậy ta. Đây con chuột đó nè, chuột này chuột không dây nữa nè. Đây nè, Logicon gì nè, chứ không phải là đây là cái bản mạch gì nữa nè, không biết luôn. Còn cái này là cái gì mình cũng không biết luôn nữa. Cứ từ từ mình lấy ra đi, rồi lát nữa mình test sau. Lại là một chiếc xe. Được một cái căn điện tử nữa nè. Được một cục sạc. Một con chuột. Chuột hình thù gì nó bị ghê. Nhưng mà lúc mà nó chặt mắt cọng dây nữa. Được hai cái bóng đèn. Đèn gì vậy? Được một cái bản mạch. Bản mạch này là bản mạch giải mã âm thanh hay bản mạch gì? Thấy có thể nhớ chỗ này nè. Mình nghĩ là bản mạch giải mã âm thanh quá. Gãy tùm lum hết trơn à. Xét rồi, mạch này chắc xài không được đâu. Tại sưu tầm mà. Được một cái cục sạc. Hiệu là Energize vậy nè. Cục sạc này theo mình thấy là cục sạc xịn nè, chứ không phải là cục sạc thường đâu á. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Mở được luôn đó nha, sạc gì mà mở được luôn á. Sạc này là cái chỉ số của nó là 5V 1A rồi. 3-4A, chưa thấy gì nữa, thêm cái trứng nữa nè. A1. Cầu nối. Lại thêm được một con chuột nữa nè. Chuột màu đỏ. Được ba cái viên pin. Thêm được viên pin nữa. Đi vô dây chai gặp mấy viên pin lụm đi. Không có ấy đâu. Không có tốn nhiêu tiền đâu mà biết đâu đo đủ vô làm sao. Đó, được mấy cái này nữa, mấy cái linh tinh nè. Mấy cái này là mấy cái linh kiện nè. Đó. Tháo ra để mà sau này có chế gì chế.
nhiều khi đó là cần thì không cần thì nó vậy đó, chứ nào cần nó là cũng hiếm lắm. Đây mấy con tụ nữa rồi đó, ngoài ra còn thêm một số hình nhân lum hết trơn đồ chơi. Rồi thêm cái này cái gì cũng không biết nữa, mà nó có chỗ này để pin AA nè, cộng này là có công tắc nữa, này không biết là gì luôn. Từ từ test thêm cái máy này, máy gì nữa, lại là cái máy gì nữa mình không biết luôn, baby unit gì nữa. Cái cây này cái cây gì cũng không biết luôn nữa. Cây này chắc cái cây cắt tóc gì của mấy bà phụ nữ cái gì mà. Cái này có vỏ của con chuột, chắc vỏ con chuột này quá. Ờ à, nó chứ không đâu vậy. Ủa vỏ chuột Microsoft thử ghê ta. Chuột này của Microsoft mà nó không có cái nó không có cái con chip rồi sao mà xài ta. Quá không. Mất tiêu đồ hết trơn rồi. Xài con khỉ móc. Mất đồ hết rồi. Cái này là cái gì ta? Tai nghe à? Cái này để xíu tính. Lại thêm được cái máy nữa nè, máy là máy gì nữa nè. Rồi giờ mình sẽ test từ từ các món ha. Đầu tiên mình sẽ test máy viên pin trước. Cái nào dễ làm trước quý vị ơi. Niềm đam mê thì nó sẽ đến như vậy thôi. Máy viên pin này coi còn xài được không? Đó. 1,5V đầy pin luôn. 1 viên 1,5V 2 viên. Giống như một trung tiệm ra vậy thầy. 1,47 7,4 à, 1,52 luôn. Đang viên nữa. Bữa nay đi được 4 viên nè, đang viên nữa. Vô. 1,4 luôn. Được 2 4 5 viên pin. Đó, thấy chưa? Được 5 viên pin. Rồi bỏ vô đây. Cho này qua bên đi. Rồi bây giờ mình coi cái máy này coi nó còn xài được không. Cái máy này người ta, nếu như theo mình dự đoán đó, nó đã hư rồi mà người ta cột lại vậy, có nghĩa là ta có khả năng xài được nha. Có khả năng xài được ta mới cột, còn không ta giục luôn, người ta không có cột gì đâu. Ủa sao ta không bắt ốc ta? Chắc có lẽ là ta bắt ốc mà ta chơi mà này sao thấy gì đâu. Chết luôn rồi. Thảo ra luôn, mua dây chai mà. Cái đống đồ này mình mua với giá là 70.000 hả quý vị. Đó, đồ chơi với hết trơn này luôn có 70.000. Bán mình ký là 12.000 á. Căn ký. Dạ rồi. Tháo tan banh hết trơn rồi. Nào nhìn nè, tháo banh hết trơn nè. Cậy đi, mình chuyên gia pháo phách. Rồi rớt coi từ đâu rồi. Đây à. Rồi để ra đây. Rớt cái này nữa, cái này là cái gì nữa. Thấy còn mới quá ta. Có chỗ nào phù hợp đó không? Đây à. Ở đây không ba? Kỳ ta. Ở để đây từ tính anh nội ơi. Cái mẹ cái men này sức luôn rồi. Ok cái gì đi. Men sức gãy cho người xài gì ba. Cắm điện vô ơi. Lần nào mua đồ cũng xin xịn. Cái này nó có sửa rồi, nó để cái hiệu đây sửa rồi mà chắc sửa không được rồi nó bỏ luôn. Mình mà sửa được mình mới là gọi là thằng thánh. Cái này nó gãy cái chấu của nó luôn à. Để cái chấu này rồi sao lên được.
sao mà gắn vô đây được nè, gọi là một cái điều quan trọng nè, để làm sao gắn. Gắn ông nội tôi chứ gắn. Này nó có đây nè, nó có cái gờ nè. Gắn được nha. Phim thằng này. Này gắn đâu? Rồi cái gì rồi? Đấy. Rồi gắn vô được rồi nè. Cắt nó nằm đây nè. Điểm điện vô coi. Cái mình gắn vô được rồi. Rồi bật lên. Tên tên tên. Thêm vô. Đó không được thì đem cái cu chui khác. Cái chui khác này cái chui nào bà? Hả? Chui này không được nữa. Chui này to quá. Nó là gì ta? Dán nó dán ngặt thiệt. Năm volt 2A. Xài 5V 2A. Xài mà xài sang dữ. Chứ 5V tới 2A. Thôi nói chung là cái này mình không sửa được, không có test được rồi. Bỏ nó qua một bên đi. Test cái gì mà test. Chạy đâu mà test. Photo gì cái này gọi là cái gì? Photo gì? Là cái gì? Mình tên có tên là photo. Để trưng bày nữa. Sẽ không được cái này rồi. Cho nó quăng bên này, hộp này không có gì để review hết. Rồi, nằm đây đi. Cục sạc này coi. Sạc này coi có xài được không? Đây. Lấy ổ điện rồi 220 nè. Điểm vô. Rồi. Điểm gu luôn. Cục sạc này tào lao rồi. Không làm chưa? Cục sạc tốt gì mà không lẽ người ta bỏ.
lý do tại sao mà bị sạc đây. Bóng lên rồi, cục sạc này để sửa nữa, để sửa lại, xài không được cho qua một bên nữa. Nào không sao được thì qua một bên. Cái máy là cái máy gì quý vị, bạn nào biết cái máy này có công dụng gì không? Máy này xài 3 viên pin mới ghê chứ. 3 viên pin thì nó là 4,5V, 4,5V thì mình cho nó là 5V, chắc thì nó có dòng 5V, đâu có dòng 5V của mình đâu tiêu rồi, cộng dây 5V gắn đâu rồi. Đây, chơi cục sạc điện thoại 5V, cấp điện vô cho nó. Này là này, này nè, cấp đây nè, như cấp chỗ này là được rồi nè. Đó, đó kêu cái tít luôn nè, lít đi nè, áp độ C. Cái này là không lẽ cái máy đo nhiệt độ ta. Đo nhiệt độ của sữa à. Máy này máy gì còn chạy luôn nè, cứ tít tít luôn nè. Ba mươi ba độ. Ủa, mình đang ghim vô cái gì mà nó kêu tít 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 gì? Wow, để mình kiếm mấy cục pin mình gắn vô cho nó dễ xem coi. Để nội đó cứ chạy tới chạy lui hoài, pin này mình không có nữa. Đây có pin luôn, pin đũa. Một viên à, hai, còn viên pin nào nữa không? Ba. Khổ vậy, hết thiệt luôn. Ê, đây nè, đây nguyên đám luôn nè. Cắt nó ra coi. Rồi thêm viên nữa. Đây. Đó lên nè. Quýt đi. Đo nhiệt độ coi. Nhặn vô nó mới đo 32 độ. Cái máy này mới đo nhiệt độ. Mình hiện giờ 35 độ, cái này đo nhiệt độ được rồi ta. Ủa không, được rồi nha, mua được cái máy đo nhiệt độ ngon rồi. Đấy, 33 độ. Đấy, mình hiện giờ 35 độ. Máy này máy đo nhiệt độ gì ơ. Để chữ grid đi nữa mình mới xài được. Hiểu rồi, nãy giờ mình xài mình hiểu rồi. Mình đo là bây giờ muốn đo nữa là phải đó, để chữ grid đi nè, mình sẽ đo cái gì đó khác. Chẳng hạn như cục sạc bây giờ nè, 33 độ. Đấy, ô được cái nói đo nhiệt độ nha.
Rồi ngon ngon ngon. Đo nhiệt độ con ngừ nữa, để có hình con ngừ luôn nè. Wow. Máy này máy đo nhiệt độ chơi. Rồi qua bên đi mày. Làm gì vô đây chi vậy? Cục này đi rồi. Rồi đây là cái cọng dây này, cái cọng dây của thằng ô tô sạc cho có giống gì cái cổng Mamaigo USB nữa chứ. Cổng này cổng trên xe hơi á. 12V thành 5V. Quăng bên đi. Mấy này quăng bên hết đi. Rồi. Về tới cái căn điện tử. Xài bằng hai pin, hai viên pin, hai viên pin này nhỏ này nữa nè. Ơi. Vô tình lập được bí kíp. Được cái máy đo nhiệt độ. Được à, ngon. Rồi không lên rồi. Cái căn không lên. Căn 2000 gram là 2 kg. Có đa 1 kg. Không lên. Rồi, nói chung là cái căn chưa không lên rồi, sửa sau. Một cái căn nữa. Rồi cái cục sạc đó là có cái thông số là 12V 3A. Wow, có lý rồi nha. Dòng xả ra cao, xong dính nhớt nhau dùm lắm dần này. Ghim coi, có đúng gì không nha. Ê, chúng giò mình nó tê tê chứ. Này cho qua một bên cho nó gọn ngay. Này 5V. Đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử coi. Đồng hồ là mở lên liền. Đây. Sợ. 11.8. Đấy. Đúng là 12V rồi. Nhưng mà 11.8. Rồi, ngồi được, xài được, ok. Còn cái dòng của nó thì xài mới biết. Chung là được cục sạc 12V ngon lành. Qua đây làm đi em, cái nào xài được thì qua đây làm luôn. Rồi giờ tới cái này không biết đâu, cái này đi, cái máy này đi. Máy này máy gì? Bạn nào biết thì kêu cho mình coi. Công dụng. Dím điện vô coi. Có đèn đỏ nè. Cái này em để cái chuông cửa ta. Không có nút gì bấm hết trơn rồi biết làm gì trời. Baby unit gì cái món này để làm gì? Rồi không có cái gì bấm hết trơn á. Mình không hiểu cái máy để làm gì luôn á. Rồi, máy này để ông bên đi. Từ từ mình sẽ nghiên cứu sau. Chuột này thì nói chung là xài không được rồi. Chuột này thì đẹp mà nó mất tiêu cái con chip rồi sao xài. Ác thiệt chứ. Chuột đó là Lococon gì nữa nè. Chuột đã ta, mất tiêu con chip rồi. Lococon không à. Một con Microsoft. Thêm một con nữa. Samua gì nữa nè. Mạch này thì xài không được rồi. Chưa biết. Mấy cái bóng đèn. Bóng đèn này bóng đèn gì nữa. Wow, bóng đèn này bóng đèn dây đốt à. Dây đốt à. Bóng đèn xe quá. Rồi cái này là cái gì ta. Đây cái mạch nữa nè, mạch này không biết làm gì luôn nữa. Này là cái gì. Này xài bằng pin hay là bằng gì nữa. Thế nó có tháo ra được nè ta.
tiếng tàu tiếng gì. Chắc hết bên rồi quá. Này đẩy lên. Ồ. Cứng thì ghê. Ông nội ơi xài pin. Cũng là pin đũa nữa mà nó lạ lắm. Nó tan mấy chỗ này hết trơn à. Xài 3V. Cộng trừ cũng trừ. Biết còn xài được không? Cái này là cái gì? Quan trọng nó là cái gì? Không biết mà cũng mua. Thấy lạ là mua. Cái này không có ấy được đâu. Không qua đi. Tiếp tục. Cái này nữa nè. Cái này hiệu Sony luôn á nha. Cái này để cái máy nhạc ta. Ta nghe nè. USB nè. Nghe cái gì? Pin nè. À, pin đũa. Mà pin có cái gì đâu mà gắn pin nhưng mà nghe tại khóa và mở khóa gì tùm lum. Kỳ gì? Cái cục sạc dự phòng gắn vô coi. Hiển gì lên không? Ê, có xe ta tiên nè. Sony gì nè. Nó lao báo ơ. Điện của ta gì mở ra lao báo ơ. Lao báo ơ, lấy cục sạc khác. Đó. Ta tin. Sony. Để lao báo ơ. Start thì thiếu sạch gì nè. Rồi. Từ từ nghiên cứu sau. Ngồi đây mà cứ mà lao báo ơ hoài lát chắc dục luôn á. Rồi tiếp theo đó là cái máy này nữa. Lại là máy nữa. Mệt với mấy cái máy lắm rồi. Máy này làm gì ta? Máy này nhìn nè. Vì Tegumo. Máy có hai tên là Tegumo. Có cái cây này để gì để chắc để chọt cứt mũi cái gì ta. Nói kỳ quá. Ê, cái này có xài pin à. Ê, cái này xài pin gì lạ thế. DC 6V à. Máy này bị tháo tịch tà le cho máy này. Bạn nào biết cái công dụng cái máy này làm gì à? Làm ơn comment bên dưới giùm mình nha. Chứ mình thì bó tay với cái máy này à. Cái tai nghe. Cái tai nghe này hình như là người ta mua về người ta không xài hay gì mà. Quấn rồi đem vô bia chai vô, bán gì luôn. Dây thì dài kinh khủng khiếp. Xuất cái này ra. Xuất ra gắn vô. Cái này có gì đâu. Giặt sạch sẽ gắn vô lại.
tai nghe để gì nghe luôn, mic cáo luôn, quan trọng là có xài được không á. Nó có cổng USB là để làm gì ta, tai nghe mà ghim cổng USB là tai là nghe là làm sao. Cái này on volume on off đây nữa, tắt mẹ tai nghe Bluetooth. Tai nghe mà kiểu này là mình nghi Bluetooth lắm nha. Ghim điện vô coi, ghim này nó bị ấy lắm, ghim cái cục sạc đi rồi, cục sạc vô rồi đó. On off chưa? On coi, on lên đèn rồi nè. Này là cái mic, mic cái này là mic, on mic rồi nè, off mic nè. Đó, mic này tôi nghe là hiệu gì ta? Hiệu gì mà ADK gì nè. Mic này có thể điều chỉnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi. Này chắc kết nối máy tính với điện thoại không được quá. Rồi, để đây cứ lên test sau. Vô máy tính test luôn. Tôi nghe thấy cũng đã quá. Còn dán cái bọc chỗ này luôn nữa nè. Hai bên còn dán bọc luôn. Được cái máy chơi game này nữa nè. Cái máy này thì biết sao chơi đây. Chơi ông nội tôi chứ chơi. Lại là cái máy nữa, cái này là cái gì nữa nè. Sao mà mình ưa gặp cái vụ này quá. Cái này là cái lo nè, không phải đâu, cái này là cái nguồn vô nó nè, bát pin nè, kiếm pin gắn vô coi, này để lại on off DC 5V, mắc mớ gì phải gắn pin DC 5V là đây nè, có DC 5V luôn nha mấy anh trai ơi. Rồi bỏ lên nhắn giữ. Cái này cái gì của con cưng nè. Có lò. Ok lên luôn. Ê có lên đèn kìa. Lên đèn pin nè. Gắn lò thì thử coi. Có cái lò nữa nè. Đó. Này có mình cái mạch này có Bluetooth không ta? Không nghe hát gì luôn. Lại thêm một món đồ không phải mua về mà xài được liền nữa, không phải qua sửa chữa thôi. Và cuối cùng đó là cái này là cái gì chả biết luôn. À, cái này gắn pin, gắn pin ít sạch à. Gắn pin gì mà giữ thằng ôn vậy, này nó có công dụng gì mà gắn đâu mà. À, cái này nối tiếp pin mới mua nàng đóng nè, muốn thì tao gắn vô cho mấy viên cũng có cho cái mày, đừng có giỡn với bố mày, bố mày nhiều pin lắm. Một viên thực tế ra này xài 3V nè, nhưng mà nó nó mắc song song với nhau.
đây thêm viên nữa. Cái này mà xài pin chắc mặt. Ê, lên đèn rồi nè. Lên đèn rồi, lên đèn rồi. On rồi. Am. On. Cái này lại cái lo ta. Ồ, cái này cái đèn nè, cái đèn nó có một cái gì ở dưới không quên. Máy hát nhạc. Đâu mình hát thử rồi. Đây. Dìm vô hát rồi. Mở lên rồi bác. Chắc lo quá. Lo thiệt. Này cái lo. Cái lo mà chế xấu. Xấu quá rồi. Này chế đèn, bóng này chế đèn. Ok, được cái lo. Lo chế giữa bạc. Rồi, hôm nay mình đi chơi chai và mua được một số món đồ giới thiệu với anh em xem cho đỡ buồn. Rồi, thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo. Bye bye.